câu cho lời em là xâm hồng. Những câu thơ vừa rồi được trích trong bài thơ Sông Hồng. Xin chúc mừng Thanh Sang. Bây giờ thì số điểm của Thanh Sang đã là 200 rồi và bạn đang tạm thời vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Minh Đạt nghĩ là mình sẽ lựa chọn những câu hỏi như thế nào để tối ưu hóa số điểm của mình? Dạ, em sẽ chọn một câu 20 và hai câu 20. Ba câu 20 điểm. Hy vọng rằng ít nhất là mang về 60 điểm nhé. Câu hỏi đầu tiên của Minh Đạt như sau. Sau nhiều năm đàm phán, vào ngày 4 tháng 3 năm 2023, các nước thành viên Liên Hợp Quốc cuối cùng cũng đã thông qua văn bản của Hiệp ước Quốc tế đầu tiên nhằm bảo vệ kho báu nào của trái đất? Đáp án của em là nước. Chúng tôi muốn nghe những câu trả lời khác ạ. Vâng, đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này phải là đại dương hoặc là biển ạ. Và theo thống kê thì hiện chỉ có khoảng 1% diện tích biển được bảo vệ thôi ạ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 dành cho Đạt như sau. Có 2 hộp bi. Hộp thứ nhất có 4 bi đỏ và 3 bi trắng. Hộp thứ hai có 2 bi đỏ và 4 bi trắng. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một viên, tính xác suất để lấy được 2 viên bi cùng màu. Hai mươi cách. Xin mời các bạn thí sinh còn lại ạ. Đạt đã ra được 20 cách bằng cách nào ạ? Em lấy 4C1 nhân 2C1 cộng 3C1 nhân 4C1 là được 20. Nhưng mà thử đọc kỹ lại đề xem sao ạ. Câu hỏi đó là tính xác suất để lấy được 2 viên bi cùng màu. Chúng ta còn một bước tính nữa thôi để ra được đáp án là P bằng 20 trên 42 hay là 10 trên 21. Bây giờ thì Minh Đạt hãy thoải mái, hít thở sâu và bây giờ là câu hỏi 20 điểm cuối cùng của bạn. Vào năm 1953, trong bối cảnh quân Pháp bị sa lầy trên chiến trường Đông Dương, thực dân Pháp đã đề ra kế hoạch quân sự nào nhằm kết thúc chiến tranh trong danh dự? Đáp án của em là Đông Dương hóa chiến tranh. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Thanh Sang. Dạ, xin câu trả lời của em là kế hoạch Nava. Số điểm của Thanh Sang hiện tại là 140 và sau câu trả lời vừa rồi, số điểm của bạn là 160. Và đó là câu hỏi cuối cùng dành cho Minh Đạt rồi. Bây giờ bạn có thể trở về vị trí nghỉ ngơi. Người tiếp theo sẽ tham gia phần thi về đích đó là Đăng Dũng. Xin mời bạn. Đăng Dũng sẽ lựa chọn những câu hỏi thế nào ạ? Em xin lựa chọn 3 câu 20 điểm ạ. 3 câu 20 điểm dành cho Đăng Dũng và chúc bạn thành công với lựa chọn này. Hoài Thanh, Hoài Chân đã nhận xét thơ ai là một nguồn sống rào rạt chưa từng thấy ở chốn nước non lặng lẽ này? Thành Long. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Xin mời Thanh Sang ạ. Dạ, em nghĩ câu trả lời của em là Xuân Diệu. Chúng ta đang nhắc tới nhà thơ Xuân Diệu. Chính xác, xin chúc mừng Thanh Sang. Bạn đã rút ngắn khoảng cách với người đang tạm dẫn đầu là Minh Đạt. Bây giờ thì Đăng Dũng sẽ đến với câu hỏi có giá trị 20 điểm tiếp theo. Cây vải được trồng chủ yếu ở hai vùng kinh tế nào? Câu trả lời của em là đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi Bắc Bộ.
Trong đó nổi bật có Bắc Giang có trên 28.000 hecta, còn Hải Dương có khoảng 9.000 hecta trồng vải thiều, và đáp án chính xác là đồng bằng sông Hồng và Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Xin chúc mừng bạn. Trước khi đến với câu hỏi cuối cùng, em muốn nghe lại lời cổ vũ của các bạn em một lần nữa. Em xin lựa chọn ngôi sao hy vọng ạ. Ngôi sao hy vọng, và chúng tôi chúc Đăng Dũng thật bình tĩnh với câu hỏi này. Tứ Pháp là bốn vị thần trong tín ngưỡng truyền thống Việt Nam đại diện cho bốn hiện tượng tự nhiên nào? Câu trả lời của em là mưa, gió, sấm. Chớp. Mưa, gió, sấm, chớp. Xin mời các bạn thí sinh khác ạ. Vũ Khoan, xin mời em trả lời. Câu trả lời của em là mưa, gió, sấm, sét ạ. Bốn vị nữ thần trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam sẽ bao gồm Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Mây, mưa, sấm, chớp. Đăng Dũng cũng đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi. Và hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho Đăng Dũng. Cảm ơn bạn, bạn có thể về vị trí. Người tiếp theo đến với phần thi về đích đó chính là Thanh Sang. Và bạn đang rất sẵn sàng rồi, xin mời. Những bước đi rất từ tốn, và tôi hy vọng rằng bạn sẽ bình tĩnh ở những câu hỏi sắp tới. Bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Câu hỏi của em là 60 điểm. 60 điểm, tức là 3 câu 20 điểm, và chúc bạn thành công với lựa chọn này. Câu hỏi đầu tiên có giá trị 20 điểm như sau. Nhà thơ Lưu Quang Vũ viết về dòng sông nào qua những câu thơ? Một con sông rì rầm sóng vỗ, trong muôn vàn trang thơ, làm nên xóm thôn hoa trái những ngôi nhà, tạo sắc áo, màu cây và tiếng Việt. Câu trả lời của em là sông Hồng. Những câu thơ vừa rồi được trích trong bài thơ Sông Hồng. Xin chúc mừng Thanh Sang. Bây giờ thì số điểm của Thanh Sang đã là 200 rồi, và bạn đang tạm thời vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Một cú lội ngược dòng cực kỳ ấn tượng của Thanh Sang. Câu hỏi tiếp theo dành cho bạn như sau. Hình thức sinh sản vô tính thường thấy của thủy tức khi đầy đủ thức ăn là gì? Câu trả lời của em là nảy chồi. Câu trả lời của chúng tôi là mọc chồi cơ ạ. Hay chính là nảy chồi. Xin chúc mừng Thanh Sang, 220 điểm. Với sự bình tĩnh này thì hy vọng rằng ở câu hỏi tiếp theo bạn cũng sẽ thành công. Trong cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ hồi đầu thế kỷ 10, vị tiết độ sứ nào chủ trương xây dựng nước ta theo đường lối chính sự cốt truộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui? Xin được nhờ các bạn thí sinh còn lại. Mời Vũ Khoan. Câu trả lời của em là Dương Đình Nghệ. Dương Đình Nghệ. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi này là Khúc Hạo ạ. Rất tiếc không có thí sinh nào giành điểm trong câu hỏi vừa rồi, và đó cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho Thanh Sang rồi. Bây giờ bạn có thể về chỗ nghỉ ngơi. Và đồng nghĩa với việc Thanh Sang là người đang tạm dẫn đầu sau phần thi về đích của mình. Xin mời Vũ Khoan tham gia phần thi về đích. Em xin chọn một câu 20 và hai câu 30 ạ. Một câu 20 và hai câu 30 điểm. Rất quyết tâm. Và chúng tôi muốn lắng nghe những lời cổ vũ từ các bạn cổ động viên của Vũ Khoan ạ. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hello, my name is Catherine and I'm from South Africa.
I have a question for you. Are you ready? About 200 million years ago appeared one species. Some of them the largest creatures to ever walk the land. The last ones became extinct or died out about 65.5 million years ago. Do you know what animal I'm talking about? Good luck! My answer is dinosaur. Vũ Khoan đã nghe được những gì ạ? Cô đã nói là có một loài mà ở đây đã bị tuyệt chủng khoảng 65 triệu năm trước. Đúng rồi, và xuất hiện từ hơn 200 triệu năm trước. Dạ vâng. Và đó là đáp án chính xác. Xin chúc mừng Vũ Khoan, khủng long. Bây giờ thì Vũ Khoan sẽ đến với câu hỏi có giá trị 30 điểm đầu tiên của mình. Khi nung đá vôi ở nhiệt độ thích hợp là khoảng 950 độ C và kích thước đá vôi khoảng 80-100mm, người ta sử dụng hai yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng nung vôi? Dạ, câu trả lời của em là nhiệt độ và áp suất ạ. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Câu trả lời chính xác ở đây là chúng ta phải tăng hai yếu tố, đó chính là tăng nhiệt độ và tăng diện tích tiếp xúc của đá vôi, từ đó làm tăng tốc độ phản ứng ạ. Vũ Khoan hãy tập trung cho câu hỏi về đích số 3 của mình. Câu hỏi dành cho Vũ Khoan như sau: Bắc Băng Dương tiếp giáp những lục địa nào? Câu trả lời của em là châu Á, châu Âu và châu Mỹ ạ. Xin mời các thí sinh khác ạ. Thanh Sang. Em thưa anh chị, câu trả lời của em là lục địa Bắc Mỹ và lục địa Á Âu. Và đó mới là câu trả lời chính xác ạ. Thanh Sang tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu đoàn leo núi của mình. Và đó cũng là lúc mà Vũ Khoan đã hoàn thành xong phần thi của mình rồi. Em có thể về vị trí Khoan nhé. Và điều đó có nghĩa người dẫn đầu cuộc thi ngày hôm nay chính là bạn Thanh Sang với 250 điểm. Một cú lội ngược dòng cực kỳ ấn tượng của Thanh Sang. Chúc mừng Thanh Sang và cả ba thí sinh còn lại, các bạn cũng đã làm rất tốt rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau 4 phần thi, chúng ta hãy cùng nhau tổng kết số điểm và ghi nhận những nỗ lực của 4 bạn thí sinh. Một niềm tự hào đến từ trường Trung học phổ thông Phan Châu Trinh Đà Nẵng, bạn Thanh Sang. Nhất cuộc thi ngày hôm nay với 250 điểm. Bạn Nguyễn Vũ Khoan đến từ trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, thành phố Hồ Chí Minh giành được số điểm 90. Bạn Bùi Đăng Dũng đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Hưng Yên với 145 điểm. Và bạn Hoàng Minh Đạt đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp Quảng Bình giành được số điểm 190. Đăng ký ngay VTV Show, kênh giải trí số của Đài Truyền hình Việt Nam.